Mọi người ơi, đừng có chớ dại mà bỏ tiền ra mua mấy cái con Labubu này nha. Nếu mà thích quá thì vào đây ông chú chỉ làm sao lấy được nó, khỏi cần phải tốn tiền mua. Thời gian thì có hạn, mọi người nhanh tay lên đi. Đến đây chỉ cần quay là 100% trúng. Nếu mà sống tốt, ông bà phù hộ thì bạn có thể rinh ngay một con Labubu về nhà. Và để quay được cái vòng này thì cũng rất chi là đơn giản. Bạn chỉ việc đến đây ăn cho thật ngon và hóa đơn chỉ cần 139k là bạn có thể quay được rồi. Vừa có thể ăn ngon, 100% lại có quà. Anh em nào bỏ lỡ thì đừng có tiếc đó nha. Và đây chính là nơi đang có cái chương trình này, và nơi đây cũng đang bán cái món mà mình cực kỳ thích. Khoai tây chiên ở đây đã được nâng lên một cái tầm mới. Bạn sẽ phải bất ngờ với những món từ khoai tây chiên cho coi. Bởi vì nó quá fancy, nó quá yummy đi cả nhà ơi. Với một không gian bếp mở, mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ. Trong bếp làm gì, chúng ta đứng đây đều có thể quan sát được. Và cái món mà quán đang bán chạy nhất đó chính là bò sốt tiêu đen. Thế là không ngần ngại, gọi ngay cái phần đó. Bò sẽ được quán áp chảo ngay tại chỗ sau khi gọi món. Đương nhiên là bạn có thể yêu cầu độ chín. Khoai tây sau khi chiên sẽ được xóc sơ qua với muối, rồi thì phần bò lúc nãy sẽ được cho lên trên. Theo ngay sau đó thì chúng ta sẽ có một lớp sốt tiêu đen, rồi thì sẽ có thêm một ít phô mai, và cuối cùng là cho lên một ít rau mùi tây. Rồi bạn hãy nhìn cái phần khoai tây chiên này đi, có phải nó đẳng cấp, nó hấp dẫn quá đúng không? Nước sốt ngon, khoai tây được dùng loại cao cấp, còn bò thì là bò Úc nhập. Món này đối với mình thực sự không có điểm nào chê được cả nhà ơi, quá xuất sắc cho khoai tây chiên ở đây. Cameraman thì thích mì Ý, ở đây có luôn cả mì Ý. Thế là tụi mình gọi thêm một phần mì Ý ăn kèm với bacon. Và điều đã làm cho mình bất ngờ đó chính là cái sốt kem ở đây. Độ sệt của nước sốt rất chi là vừa phải, cộng thêm cái sự thơm béo của kem và phô mai. Theo mình đánh giá thì hương vị mì Ý ở đây chẳng thua kém gì mấy nhà hàng sang đâu đó nha. Anh em nào mà yêu thích mì Ý cứ trải nghiệm ở đây đi, rồi sẽ biết cái điều mà mình đang nói. Quyết tâm rinh cho bằng được em Labubu về nhà. Thế nên mình đã gọi thêm hai phần nữa để được quay hai lần. Đây chính là gà sốt cay. Anh em nào mà thích cái vị cay cay thì có thể thử ngay cái món này. Gà thì được chiên giòn, nước sốt không quá nhiều. Còn đây là một phần cá chẽm sốt tôm. Với mình thì cái nước sốt tôm này nó ấn tượng lắm nha. Cái vị của nó thơm thơm, béo béo, ngọt ngọt. Lúc mà ăn chung với khoai tây rất chi là dính. Còn đây là phần salad trái cây mà mình đã quay trúng. Mình thấy trâu và trái cây một quán sử dụng rất chi là tươi, và cái nước sốt ăn kèm thì bắt vị vô cùng. Quán này đã trở thành quán khoai tây chiên bậc nhất trong lòng của mình hiện tại. Những cái nước sốt mà mình đã từng thử ở đây phải nói là nó đậm đà, nó đặc biệt, nó làm cho chúng ta nhớ tới ngay sau khi chỉ thử một lần. Ngon lắm cả nhà ơi, chừng chờ cái gì nữa. Lâm